Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Thật là vinh dự cho đài truyền hình của chúng tôi được tiếp đón một phái đoàn của nhà thờ Chúa Cứu Thế, Chúa Kitô Cứu Thế. Đây là một trong những nhà thờ có thể nói khang trang và đẹp ở thành phố Santa Ana. Nếu quý vị có điều kiện đi qua con đường Austin ở ngay cái số 2000 thì quý vị thấy một cái trụ sở của Giáo hội Công giáo thuộc địa phận Orange. Và hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị linh mục quản nhiệm của sứ giáo sứ An, đó là linh mục An Bình, và bên cạnh là một trong những giáo dân của giáo sứ An Bình, đó là cô Thúy Phượng, chắc là một người bạn quen với chương trình của chúng tôi. Dạ. Xin được gửi lời chào đến linh mục với Thúy Phượng trong cái chương trình sáng nay. Con kính chào cha, kính chào anh Trọng và tất cả quý vị. Vâng, thì tôi là linh mục An Bình xin được chào đến quý vị, gửi lời chào đến quý vị một lời chúc bình an cũng như là chào anh Đoàn Trọng với chị Thúy Phượng. Dạ, vâng. Chắc là quý vị biết cứ mỗi đến tháng 12 thì chắc là khi Giáo hội Công giáo họ có những cái hoạt động rất là có thể nói là mang lại tính cách hòa bình, mang lại tính cách yêu thương, mang lại tính cách không còn có gì để chúng ta vui đón bằng ngày Chúa ra đời, đó là mùa Giáng sinh. Và năm nay thì việc trước tiên chúng con thay mặt cho đài truyền hình cảm ơn linh mục cô Thi Phượng đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và có thể đây là cái cơ hội đầu tiên để chúng tôi có thể gặp gỡ được tất cả những giới chức của giáo phận Orange, mà trong đó một trong những giáo xứ hiện nay rất nhiều người Việt quan tâm đến rất nhiều. Thì thưa linh mục, thì linh mục có thể cho chúng đài truyền hình chúng tôi biết rằng cái giáo xứ của linh mục nó có những cái gì đặc biệt để khán thính giả biết này. Vâng, cảm ơn anh cũng như là thưa tất cả quý khán thính giả, thì nói đến nhà thờ Christ Our Savior, nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, thì nói chung đây là một cái cộng đoàn nhỏ mới được thành lập năm 2021. Trước đây thì đã có cộng đoàn Việt Nam rồi nhưng mà chưa bao giờ có cha quản nhiệm. Nhưng mà năm 2021 thì em được 2022 thì em được về đây, được làm quản nhiệm, và bắt đầu thì cộng đoàn từ từ phát triển lên và có nhiều cái phong trào ca đoàn, rồi ban đọc sách thánh cũng như là chị Thúy Phượng ở đây đã sinh hoạt ở trong cộng đoàn rất là lâu. Dạ vâng. Thì khi anh nói mà giới thiệu về cái gì mới mẻ của nhà thờ thì nhiều điều mới mẻ rất là hay. Xin mời quý vị cứ đến đó rồi sẽ biết. Come and see. Nhưng mà nếu chưa đến biết thì hay hơn nữa thưa cô Phượng. Vâng. Hôm nay thì chúng tôi dành nhiều thời giờ để giới thiệu đến quý vị một trong những cái cơ sở của giáo hội, đặc biệt nhất là của địa phận Orange. Địa phận Orange nói lên một trong những cái hoạt động tích cực của người Mỹ gốc Việt của chúng ta, không riêng về giáo dân Công giáo mà tất cả những tôn giáo bạn khác đều biết giáo phận Orange. Chắc quý vị có điều kiện đến Vương Cung Thánh Đường, nơi tọa lạc của tòa trụ sở chính của giáo phận Orange, thì quý vị thấy khi ngồi thánh đường khang trang nhà thờ kiến thì chắc mọi người, tôi không nói trên hành tinh này mà chắc ở Hoa Kỳ đều biết đến cái nhà thờ này. Đó là một cái niềm vinh dự cho một sự đóng góp của cộng đồng người Việt trong một cái giáo xứ mà có thể nói nổi tiếng như vậy. Nhưng hôm nay thưa linh mục An Bình, cái điều mà tôi gặp linh mục ở đây tôi lấy làm ngạ. Một linh mục rất trẻ mà có thể nói quá, wow, tôi không muốn khen linh mục đẹp trai. Nhưng mà cái năng động của linh mục, thế trong cái trường hợp nào lại linh mục lại trở thành một linh mục của giáo hội Công giáo vậy thưa linh mục? Wow, một câu hỏi rất là hay. Bây giờ là khi mà anh hỏi câu đó thì em phải suy nghĩ là từ nhỏ nó xảy ra như thế nào. Nhưng mà thưa anh cũng như là thưa quý khán thính giả, thì ngày xưa đó thì ba mẹ của em là từ bên miền Bắc vào, từ địa phận Bùi Chu Phát Diệm là bố mẹ của em ở đó, rồi năm 54 vào trong miền Nam, rồi từ đó lớn lên trong một cái họ đạo như vậy, thì sáng chiều là lúc nào cũng ở nhà thờ phục vụ trong nhà thờ, và thấy việc làm của các cha các sơ đánh động mình rất là nhiều. Mới cái đầu ngày xưa là em không thích đi lễ. Nhưng mà đi lễ xong rồi lại mình mê đi lễ luôn. Rồi từ đó là thấy hình ảnh linh mục một cái gì đó rất là linh thiêng, thì nghĩ là đây là một cái gì đó nó xảy đến cuộc đời của mình. Thì lúc hồi nhỏ thì em không biết là nghĩ là linh mục làm cái gì. Nhưng mà khi mà em có ý định muốn trở thành linh mục là khoảng mười mấy tuổi, 12, 13 tuổi. Nhưng mà khi mà hồi qua Mỹ rồi đó, là lúc đó là 16 tuổi thì mới thật sự là tìm hiểu đi tu như thế nào, rồi làm linh mục như thế nào, rồi từ đó em mới quyết định là đi tu lúc 20 tuổi. Wow. Rất là trẻ hả? Như vậy thưa linh mục, bắt đầu năm 20 tuổi thì cả một trong cái gọi là một cái quyết định có thể lớn nhất trong đời của linh mục An Bình.
Trước khi đó thì Lung mà có khi nào có ai nào làm cản trở cái bước đường đi vào là ngày xưa thì lúc mà lớn lên thì mình cũng yêu một chút xíu. Nhưng mà ngày xưa thì ngày xưa là em cứ nghĩ là đi học đi tu là phải học giỏi. Nhưng mà em học rất là dở. Em nhớ là có một lần ở bên Việt Nam đó, là khi mà mình thi lên cấp 3 đó là em không có đủ điểm đâu. Thế mà thôi chết rồi, mình vậy chắc mình không có học lực, không có yếu như vậy chắc không có đi tu được. Nhưng mà nhờ ơn Chúa thưa anh, thì khi mà qua Mỹ rồi đi học thấy cũng được, rồi các cha, các thầy, các cô giáo giúp cho mình, thì nói chung là học không giỏi lắm nhưng mà cũng đủ điểm để lên lớp, nên cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành một người linh mục. Cô Thúy Phượng, cô là một giáo dân trong một cái xứ có linh mục an bình làm quản nhiệm. Một cái xứ có cái cơ sở vật chất nó rất là khang trang và là địa điểm rất là tốt ở thành phố Santa Ana. Thế cô muốn chia sẻ với khán thính giả chúng tôi về cái giáo xứ của cô như thế nào? Dạ, kính thưa anh cũng như là quý khán thính giả, rằng là nhà thờ thì như cha cũng đã chia sẻ là nhà thờ thì rất là mới mẻ. Tuy nhiên số lượng giáo dân thì tương đối là ít so với cái nhà thờ, cái dimension của nhà thờ. Do đó Thúy Phượng rất mong được quý vị cũng như tất cả mọi người yêu thương đi nhà thờ này để ủng hộ cho nhà thờ tăng thêm số người tham dự để chúng ta cùng nhau chia sẻ tình yêu Thiên Chúa. Cũng như Thúy Phượng ngày xưa thật sự là cũng không phải là người của giáo xứ này, nhưng vì khi đến nhà thờ cảm thấy nhà thờ vắng vẻ, bỗng dưng có cái tình yêu trong lòng bộc phát, yêu thương cái nhà thờ, bởi vì sao thấy nhà thờ thưa thớt người quá. Đó là với nghĩ thôi mình phải đi giúp ủng hộ cho nhà thờ này. Do đó Thúy Phượng cũng mong rằng quý vị cũng có cái tấm lòng yêu thương như Thúy Phượng. Khi mà thấy nhà thờ thì rất là khang trang mà sao mà số người nó thưa thớt quá, thôi thì mình đi mình ủng hộ nhà thờ đi nha quý vị nha. Tôi nghĩ rằng cô đi không phải ủng hộ nhà thờ, tại nhà thờ đâu cần ai ủng hộ đâu. Cái nhà thờ là cô đi đến đó là cái cơ hội may mắn cho cô được có cơ hội gần gũi với nhà thờ, có đúng hơn không thưa cô Thiệu Ân? Đúng, ý em là rằng khi ủng hộ ở đây có nghĩa là ủng hộ cái tình yêu thương với nhau, nó gây thêm cái sức mạnh tinh thần để mà mình tiếp tục gắn bó yêu thương hơn, đi đến ủng hộ tinh thần với nhau nhiều hơn. Em xin bổ sung một chút xíu, tại vì cái nhà thờ này thì chưa nhiều người được biết đến. Thưa anh, là tại vì nhà thờ này xây trong 2 năm Covid và mới khánh thành tháng 9 ngày 11 năm 2021 mà thôi. Chỉ có 2 năm mà thôi. Trước đây thì đây là một khu đất đã được giáo phận Orange chọn địa điểm là xây dựng nhà thờ chánh tòa. Vâng, sẽ xây dựng nhà thờ chánh tòa ngay tại đó. Nhưng mà khi mà Đức cha Todd Brown mua lại nhà thờ kiến, thì bởi vậy cái nhà thờ chỗ đó thì không xây nhà thờ chính tòa nữa, mà xây một cái ngôi nhà thờ nói là nhỏ nhưng mà chứa được hơn 1.000 người. Nhà thờ quá lớn. Và cái ngân khoản là chúng tôi phải trả cho cái ngôi nhà thờ đó là 21 triệu. Vâng, ngôi nhà thờ rất là khang trang. Bởi vậy quý vị đến để tham quan cũng như là để biết về ngôi nhà thờ này và sinh hoạt với cộng đoàn của chúng em. Vâng, kính thưa quý vị, nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế tọa lạc ở cái số là 2000 West đường Austin của thành phố Santa Ana. Tôi có đến đó vào sáng chủ nhật cách đây cũng 2 tuần lễ, thì tôi thấy nếu quý vị đến đó có cái địa điểm cái làm đập vào mắt tôi, đó là cái nhà thờ để cái chữ rõ ràng đó, pray for peace. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình đến với nhân loại. Và đấy cơ hội, nếu mà quý vị đến chụp hình ở đó thì càng đẹp hơn nữa. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Đó là một vài điều, tất cả sinh hoạt trong cộng đồng với những người của thành viên ở trong ca đoàn. Họ là những người rất vui vẻ và tiếp xúc một cách rất là lịch sự với những người mà đến tham quan nhà thờ. Thì chắc lẽ đến một lần để biết. Tôi có điều kiện gặp 2 người phụ nữ này, họ ở trong ủy ban gọi là điều hành của cái giáo sư này, thì rất đó ở rất nhiều người Việt. Thì tôi thấy cô Thúy Phượng ơi, tôi thấy rất nhiều người Việt lần đầu tiên tôi đến đó, họ rất niềm nở và rất vui vẻ. Đó là một cái niềm hạnh diện cho tôi khi đến một cái nơi mà có thể nói là về vấn đề tu hoạt động tôn giáo. Thế thưa linh mục, trở lại với linh mục An Bình, thế lúc nào là linh mục chịu chức linh mục vậy thưa linh mục? Em chịu chức linh mục vào tháng 6 ngày 9 năm 2012.
Là đến đây là được 11 năm rồi. Đến 11 năm rồi linh mục. Wow. Thế bây giờ trở lại qua một cái thời gian là hoạt động trong giáo hội Công giáo, gặp gỡ nhiều người để sống ở đây. Chúng ta có thể nói hôm nay với một cái linh mục trẻ người Mỹ gốc Việt của chúng ta, và chúng ta hy vọng trong tương lai cũng sẽ còn có nhiều vị linh mục trẻ người Mỹ gốc Việt để có thể nói rằng tiếng nói của những người Việt chúng ta ở trong lĩnh vực tôn giáo càng ngày càng có giá trị nhiều hơn. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Có một tin mà chúng tôi vừa mới biết được. Linh mục An Bình là một trong những người có giọng ca tenô, mà không khéo mai mốt đây là một ngôi sao âm nhạc nữa. Linh mục có thể chia sẻ về cái gọi là hobby, hoạt động và hobby của linh mục. Thưa linh mục, thường thì là một linh mục trẻ được sinh trưởng ở đây, thì em cũng như là tất cả các thanh thiếu nữ khác cũng đi biển rồi đi coi movie rồi cũng thích ca hát. Và đặc biệt là em cũng có một cái YouTube channel. Oh, wow, yeah, vâng. Wow. Thì em cũng có những cái nhóm ca đoàn để lên để hát, để ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Và em cũng thích hát nữa thưa anh. Wow, wow. Chả thay lắm nha. Như vậy thì chắc là sẽ lúc nào mà có cơ hội sẽ mời linh mục An Bình, có thể nói khi có đờn có trống đầy đủ hết, để chúng ta có cơ hội thưởng thức giọng ca của vị linh mục lớn lên từ Hoa Kỳ này và bắt đầu hiến dâng cuộc đời cho giáo hội Công giáo. Và hôm nay thì chắc lẽ linh mục cũng biết chúng tôi mời linh mục đến đây vì chúng tôi nghe tin, và hôm nay có linh mục với cô Thúy Phượng để biết rằng giáo xứ hình như đang có một cái hoạt động nào đó trong những ngày gần đây, phải không thưa quý vị? Dạ vâng. Chị muốn chia sẻ trước không? Thì cha mời thì con xin phép. Thì kính thưa quý vị, thì đêm ca tình yêu Giáng sinh sẽ được tổ chức tại nhà thờ. Vào ngày nào vậy cha? Vào ngày tối thứ sáu lúc 7 giờ ngày 15 tháng 12. Dạ vâng. Wow, dạ vâng. Chắc là linh mục nhắc lại một lần nữa cho nhớ cho kỹ nè. Vâng, kính thưa quý vị, thì chúng con có một đêm ca nguyện tình yêu Giáng sinh được tổ chức vào tối thứ sáu lúc 7 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Và anh ơi, nếu mà tiện đây thì mời anh và tất cả quý khán thính giả, nếu mà muốn nghe linh mục An Bình hát như thế nào thì hôm đó em cũng có một cái tiết mục trong cái chương trình này. Wow. Vâng, chắc chắn là thưa linh mục, chúng tôi sẽ đến đó nghe linh mục hát, để rồi chắc có lẽ sẽ mời một đài vài đài truyền hình khác nữa sẽ đưa ngôi sao nhạc của Công giáo lên. Yes. Tiền thế cô có thể chia sẻ. Dạ vâng, thì cô, thì vâng, ngoài sự đóng góp đặc biệt của tiết mục của cha An Bình thì còn có sơ Ái Liên cũng như là các ca sĩ Thanh Lan, Sĩ Đan, Hồ Hoàng Yến, Đình Bảo, Minh Khoa, Phạm Sĩ Phú cũng là một trong những tiếng hát của ca đoàn rất là hay, và có thêm 10 ca đoàn khác cùng đoàn đến tham dự. Vâng. Với chương trình nhạc thánh ca tình yêu ở Chúa Giáng sinh. Và nếu quý vị nào muốn mua vé để vào tham dự thì có thể liên lạc với lại chị Kim Ngân ở số 714-337-6815 và Châu Nguyễn ở số 714-318-4445. Và rất kính mong quý vị tiếp tục theo dõi để mà liên lạc chị Kim Ngân và anh Châu Mỹ để có những tấm vé cho mình vào tham dự đêm tình yêu Giáng sinh vào ngày thứ sáu 15 tháng 12. Vào lúc mấy giờ cha nhỉ? 7 giờ tối. Cái giờ đó thì đẹp rồi. Nhưng mà thưa linh mục với cô Thúy Phượng, tôi vừa nghe nói một cái chương trình có thể nói rằng nó trang trọng, nó lớn như vậy. Thế thì cái địa điểm có thể nói là ở phía ngoài trời hay là phía trong nhà thờ? Vì tôi nghĩ rằng tôi chắc điện thể cho thể nhờ linh mục chia sẻ cho chúng tôi biết chuyện đó. Thưa anh cũng như là tất cả quý khán giả, thưa anh cũng như là tất cả quý khán thính giả, thì chương trình sẽ được tổ chức ở trong nhà thờ. Ồ, trong nhà thờ. Ngôi nhà thờ thì chứa được hơn 1.000 người, có thể là 1.000, 2.000, 1.200 người, thì một cái không gian rất là linh thiêng. Và có nhiều cái tiết mục hồi nãy là chị Bích Thúy Phượng là nói thiếu chút xíu là chúng ta có hiện diện của Đức Giám Mục. Đức Giám Mục ngài sẽ đến đây để dâng lời cầu nguyện cũng như là hát một bài thánh ca luôn. Và sơ Ái Liên với lại 10 sơ của dòng Nguyễn Thánh Giá Nha Trang sẽ có, các sơ Ái Liên thì hát nhưng mà 10 sơ sẽ múa phụ họa. Wow. Như vậy thì thôi chắc là vé chắc còn tăng lên nữa không? Còn mua sớm mà không? Vâng. Thì cảm ơn anh, là tại vì năm trước là chúng em đã có tổ chức rồi và bán, thì
giây phút cuối thì quý vị mua nhiều quá là sold out, thì hy vọng năm nay cũng được quý khán giả yêu thương và ủng hộ cho chúng em, là tại vì chúng em cũng dùng cái cơ hội này để có một cái gì gây quỹ cho xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang ở đó luôn. Thế thì khi Linh Mục nói đến vấn đề xây dựng cho quỹ linh đài của Đức Mẹ La Vang thì tiền thể đài truyền hình của chúng tôi sẽ gửi những hình ảnh để đi khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là một vài tiểu bang ở đây. Thế thì khi mà họ muốn đóng góp một phần nào đó để góp phần xây dựng trong cái việc làm của giáo sư của quý vị và cùng với Linh Mục, thì họ gửi ngân phiếu hay là quay tiền hay là quay cái gì đó thì với ai vậy thưa cô Thúy Phượng? Thì quý vị cũng có thể liên lạc với lại chị Kim Ngân ở số 714-337-6815 hoặc là anh Châu Nguyễn 714-318-4445. Về vấn đề mà mình chuyển tiền như thế nào thì rất là dễ, quan trọng là quý vị có lòng yêu thương ủng hộ để cho những cái số tiền donation đó là chuyện quan trọng nhất. Còn chuyện như thế nào thì chị Kim Ngân và anh Châu Nguyễn sẽ giải thích cặn kẽ hơn cho vấn đề này. Vâng, kính thưa quý vị, đây là công việc không riêng của giáo xứ Chúa Kitô cứu thế. Nhưng mà đây là công việc của tất cả những người Việt của chúng ta. Chúng ta hạnh diện về một cái địa linh, kính thưa quý vị, đó là La Vang, nơi một cái nơi Đức Mẹ hiện ra ở tại thành phố Quảng Trị. Và nơi đây là có thể nói tiêu biểu cho một cái sự gọi là trưởng thành của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và nếu quý vị mà đã có tấm lòng với Đức Mẹ La Vang, bây giờ thì chắc phải đi đâu quý vị cũng biết cái hình ảnh của Đức Mẹ La Vang. Quý vị đóng góp qua cái chương trình của nhà thờ thì đây là một cái sự việc rất là có thể nói là, chắc là tôi nhường lời lại cho Linh Mục muốn nói gì với tất cả những người quan tâm đến cái sự kiện của Linh Mục. Thưa Linh Mục. Kính thưa quý vị, thì đối với người Việt Nam của chúng ta thì hình ảnh Đức Mẹ La Vang không có xa lạ gì nữa. Và chúng ta luôn chạy đến Đức Mẹ để cầu nguyện, cũng như là xin Mẹ an ủi, đỡ nâng, cũng như là hỗ trợ, phụ trợ cho gia đình của chúng ta. Đặc biệt là khi mà em biết là khi mà chúng ta qua đây bằng con đường biển ăn, thì rất là nhiều người cầu nguyện lên Đức Mẹ và Đức Mẹ đã ban ơn và đưa chúng ta đến được bến bờ bình an. Thì khi mà cộng đoàn của chị em quyết định xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang, muốn mang cái tình thương của Đức Mẹ La Vang đến mọi người và cũng mang Đức Mẹ La Vang để giới thiệu đến cộng đồng bạn, người Mỹ, người Mễ, người Phi. Khi mà quý vị cảm ơn mẹ hay là cảm ơn Chúa đã cho mình được đến bến bờ tự do, cũng như là đời sống của chúng ta mỗi ngày được tốt hơn và chúng ta mang Đức Mẹ đến cho mọi người khác, thì đây là một cái biểu tượng để cảm ơn Đức Mẹ cũng như là giới thiệu Đức Mẹ đến tất cả mọi người. Thưa cô Thúy Phượng, cô là một trong những người sinh hoạt trong cái ngành truyền hình cũng đã lâu rồi, cô cũng là một trong những người rất quen biết ở trong cái cộng đồng này. Thế là một cái vinh dự để trở thành một cái giáo dân trong cái xứ của Linh Mục An Bình ở đây, qua cái điều kiện mà cô đã nắm bắt được, qua những cái gì mà cô đã gắn bó với nhà thờ, đặc biệt nhất là trong cái buổi gọi là ngày 15 tháng 12, một cái chương trình văn nghệ của nhà thờ. Cô muốn nói về những gì những người chưa biết cái giáo xứ của quý vị, hoặc là những người đã cộng tác với quý vị thì như thế nào? Thúy Phượng cảm thấy rất là được hãnh diện là một trong những người của giáo xứ Chúa Kitô Cứu Thế. Một nhà thờ mà làm cho Thúy Phượng cảm thấy mình gần gũi với nhau hơn, gần gũi với lại Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria nhiều hơn khi mà chúng ta đến với nhà thờ này, trong cái sự sinh hoạt gắn bó của các anh chị ở trong nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế. Và chính vì lý do này mà Thúy Phượng tin tưởng rằng ngày nhạc thánh ca tình yêu Thiên Chúa cũng là cái ngày sẽ cho chúng ta gần gũi với nhau, như là Thúy Phượng đã được cái hồng ân đó, đã đưa cho Thúy Phượng gần gũi với các anh chị ở trong nhà thờ cũng như là cha. Và từ đó Thúy Phượng luôn luôn muốn được tiếp tục đóng góp và đóng góp nhiều hơn nữa cho nhà thờ nếu có thể. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng, và đặc biệt tuần này chúng tôi lại có một cái phóng sự và có thể làm cho quý vị quên đi tất cả những cái gì ở trong cộng đồng này, chuyện nọ, chuyện kia, chuyện ông Trump, chuyện Joe Biden, chuyện tranh cử, quý vị quên hết mọi chuyện để quý vị hướng về một cái ngôi thánh đường ở của thành phố Santa Ana, và nơi đây sẽ có một cái đêm đặc biệt nhất. Chỉ có Thủy Phượng nhắc lại cái đêm nào, ngày nào nè? Ngày thứ Sáu, 15 tháng 12, vào lúc 7 giờ, đêm nhạc tình yêu Thiên Chúa Giáng Sinh này, Thủy Phượng tin tưởng rằng là một đêm nghe ca nhạc rất là có giá trị nữa. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng, và chúng tôi sẽ lại với quý vị trong giờ lát.
Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Và ở cái phần 3 chương trình hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi theo dõi cái buổi nói chuyện của Linh Mục An Bình. Thưa Linh Mục An Bình, trước khi mà Linh Mục có thể nói đứng ra để tổ chức thêm một lần nữa một cái đêm nhạc đặc biệt như vậy, thì lại dĩ nhiên chúng tôi cũng hơi tò mò chút xíu trong cái chương trình đó là sẽ theo Linh Mục nghĩ là cái phần nào mà chúng tôi cần phải theo dõi nhiều nhất nè. Hay tôi nghĩ thì chắc Linh Mục sẽ trả lời lên cái phần nào cũng phải theo dõi phải không Linh Mục? Nhưng mà với tư cách là một trong những người hướng dẫn một cái vấn đề tâm linh cho một cái giáo xứ và một cái đêm đặc biệt như vậy, Linh Mục muốn nói chia sẻ với khán thính giả chúng tôi về cái đêm đó như thế nào đây? Thưa anh cũng như là tất cả quý khán thính giả, thì cái theme, cái chủ đề của chúng em năm nay là tình yêu Giáng sinh, và cái chủ đề sẽ đi hết cái lịch sử ơn cứu độ. Có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa thương yêu chúng ta như thế nào và Ngài xuống thế như thế nào. Thì cái màn đầu tiên đó sẽ là có một quang cảnh của ngày Chúa tạo dựng đất trời. Vâng. Thì sẽ có một cao đoàn và có một đoàn vũ của các em thiếu nhi diễn tả lại Chúa tạo dựng đất trời như thế nào. Thì từ đó thì sẽ dẫn về thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ như thế nào, rồi Đức Mẹ nhận lời của thiên sứ truyền tin, rồi chúng ta có những ca khúc để ca tụng tình yêu của Đức Mẹ. Rồi chúng ta có câu chuyện của ba vua đi tìm Chúa. Rồi trong ngày hôm đó thì chúng ta biết là có thần đồng piano Ivan Lê và một ca sĩ nhí nữa là Thiên Ân, thì hai em này đã thi trong V-Star Kid cho các em thiếu nhi đó. Kid Idol đó. Yeah. Thì thần đồng piano sẽ có vừa đánh piano mà vừa hát nhạc thánh ca luôn. Và chúng ta biết là hôm năm nay thì có sự cộng tác của ca sĩ Thanh Lan. Chúng ta biết ca sĩ Thanh Lan thì hát nhạc Pháp rất là hay. Vậy vậy là em mới suggest với lại chị Thanh Lan cũng như là anh Sĩ Đan có một cái tiết mục liên khúc nhạc Noel mà bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt luôn. Đó. Rồi một cái tiết mục cũng rất là hay nữa, đó là sự kết hợp lần đầu tiên của ca sĩ Đình Bảo cũng như là Hồ Hoàng Yến. Hồ Hoàng Yến là người của cộng đoàn của em. Vậy sao? Thì Hồ Hoàng Yến và Đình Bảo sẽ có một tiết mục khá đặc biệt, song ca lần đầu tiên. Và sau đó thì các em thiếu nhi của chúng em là ở cộng đoàn của chúng em thì các em có một cái chương trình cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tại vì năm nay thì chúng ta thấy cái sự đánh nhau, sự chiến tranh giữa Israel và Palestine, Hamas, chiến tranh thì mang cái sự tang tóc đến cho tất cả nhân loại, thì ca đoàn giới trẻ sẽ có một cái tiết mục để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Cảm ơn Linh Mục rất nhiều. Nhưng mà thưa Linh Mục, hồi nãy Thúy Phượng có nói với chúng tôi một số master sẽ tham dự. Ai là người biết cái chuyện đó nhiều nhất à? Chắc em. Chắc cha luôn. Con chỉ biết Sơ Ái Liên. Vâng. Thì nói chung thì Sơ Ái Liên là từ Việt Nam qua đây học về tiến sĩ về về nhạc lý, conductor. Sơ có thể hát rất là hay. Và các sơ là thuộc dòng Nguyễn Thánh Giá Nha Trang. Mà đây là lần đầu tiên mời các sơ cũng hơi là các sơ thường hơi nhát. Nhưng mà qua sự mà mời của em thì các sơ đã đồng ý và có hai tiết mục. Sơ Ái Liên sẽ hát và các sơ sẽ múa phụ họa. Ngoài ra thì cái chương trình này cô Thúy Phượng sẽ làm cái vai trò gì, đóng cái vai trò gì mà có thể chia sẻ được không? Vai trò của em là kêu gọi mọi người đi ủng hộ. Bởi vì sao? Chương trình nào cũng vậy, quý vị biết rằng nếu mà không có quý vị ủng hộ thì cái chương trình sẽ không có thành công. Do đó cái sự ủng hộ của quý vị rất là đáng kể. Và chính vì lý do đó mà Thúy Phượng hôm nay ở đây, coi như là người của giáo xứ, là một người giáo xứ đơn sơ đến đây. Rất kính mong quý vị yêu thương ủng hộ thật nhiều. Và giá vé cũng rất là bình dân, chỉ có 30 đồng, 50 đồng và 100 đồng. Nhưng mà thưa cô Thúy Phượng, lẽ dĩ nhiên cô đóng cái vai trò supporter, you know, gọi là ủng hộ.
Nhưng mà thưa cô có thể cho chúng tôi biết lúc nào vé mà có thể dễ đi đến cái tình trạng không còn vé nữa? Vâng. Thì bởi thế thì phải liên lạc như thế nào, nhanh chay lại chân như thế nào nào? Vâng, chính vì quý vị nghe rồi đó, chương trình thì rất là hấp dẫn như cha vừa mới nêu lên. Do đó chúng ta hãy nhanh tay lên liên lạc với chị Kim Ngân ngay nha. 714-337-6815 hoặc là anh Châu Nguyễn ở số 714-318-4445. Đúng là như anh nói, nhanh chân thì còn chậm tay thì hết. Bởi vì năm ngoái là đã hơn 1.000 người xem rồi. Dạ vâng, tại vì cũng tình trạng mà người Việt mình cứ là đợi tới phút cuối đó. Đúng. Thì năm ngoái là tụi em phải có một cái line để cho waiting list. Dạ vâng. Là tại vì đến quý vị cứ hơi chậm chân một chút xíu. Vâng. Bởi vậy là cũng, nhưng mà quý vị cuối cùng thì cũng mời đến tất cả mọi vâng. người được tham dự. Thế thì thưa Linh Mục có thể chia sẻ, chắc Linh Mục cũng biết ngày nay người nào đến cũng có một cái điện thoại, người ta cũng thâu hình người ta ấy. Yeah. Thế cái vấn đề mà người ta đến tham dự, người ta thâu hình như vậy có được không thưa Linh Mục? Dạ, yeah, thì trước khi chương trình thì em có mời quý vị là nếu mà chụp hình chút xíu thôi. Yeah. Tại vì tất cả các chương trình này thì sẽ được quay professional. Dạ vâng. Có một đài truyền hình đã đến quay và chúng em sau đó thì sẽ để lên YouTube cho mọi người thưởng thức. Dạ vâng. Bởi vậy muốn quý vị là... mang phone tới nhưng mà chụp hình thôi, chúng em có trang trí hàng đá rất là đẹp. Bởi vậy mời quý vị đến trước một giờ để quý vị vô ngồi chỗ ngồi hẳn hoi rồi chúng ta tha hồ chụp hình. Rồi khi mà tới chương trình được quý vị chỉ ngồi im lặng mà thưởng thức thôi. Tại vì khi mà chúng ta đưa phone lên quay hay là chụp hình như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác. Dạ vâng. Quý vị tha hồ đi ha, ăn mặc cho thật là đẹp. Dạ vâng. Thưởng thức nhạc đúng không? Được lên hình nữa không? Nhưng mà có một cái vấn đề chắc là cũng muốn chia sẻ với Linh Mục. Chắc Linh Mục cũng biết tất cả những cái vấn đề hiện nay có nhiều cái sự việc đáng tiếc nó diễn ra. Thế thì Linh Mục có khi nào nghĩ đến cái vấn đề đó và để quan tâm đến những cái sự việc nó đáng tiếc nó diễn ra trong một cái ngày hội quá lớn như vậy không thưa Linh Mục? Thì chúng em thì cũng có những anh chị và có security team. Dạ. Thì để cho mọi người thưởng thức một cái chương trình nó an bình. Dạ thì bà. Chúng em cũng có bố trí những người làm việc ở kêu chị là kêu gì chị? An ninh. Dạ security. Dạ. Thì cũng có xếp hàng, rồi chúng em cũng có công ty Quốc Việt đến để sponsor những cái món bánh kẹp rồi cà phê. Yeah. Để quý vị trước khi vào thì có thể cầm bụng một chút xíu và có thời gian break thì cũng có thể là, và cái số tiền mà quý vị mua những cái bánh đó thì được gửi lại cho nhà xứ để xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Vâng, đây là một cái event, một cái party mà chắc là vừa mới nghe nói đã thấy hấp dẫn. Và kính thưa quý vị, trong cộng đồng của chúng ta đã từng bước có thể đón nhận từ Phật giáo đến Cao Đài Hòa Hảo, cũng giống như tất cả các tôn tin lành, và đặc biệt là Giáo hội Công giáo địa phận Oren, cũng giống như nhà thờ của Chúa Kitô Cứu Thế. Đây là một cái sự kiện cho dù chúng ta không phải là ở tôn giáo nào đến để chung vui cái niềm vui Giáng sinh, và đặc biệt đến để chúng ta thấy một vị linh mục trẻ người Mỹ gốc Việt đảm nhiệm một cái công việc mà có thể có nhiều người hoài nghi. Ồ, ông trẻ vậy mà ông sao ông đi tu hay quá vậy ta. Vâng, đó là một vài cái nhận xét của chúng tôi về linh mục An Bình trong cái buổi gặp gỡ lần đầu tiên. Và quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng, và chúng tôi sẽ trả phần cuối với quý vị trong giây lát. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay, và ở lần cuối của chương trình chúng tôi không quên gửi lời đến cảm ơn đến tất cả những ai đã theo dõi chương trình, cũng tất cả những ai sẽ trong tương lai vào ngày 15 tháng 12 sẽ có mặt ở tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế để chia sẻ cái niềm vui của cộng đoàn giáo dân nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế. Và quý vị có điều kiện để thưởng thức một cái chương trình âm nhạc tuyệt vời trong mùa Giáng sinh mà chúng ta thấy tình yêu Giáng sinh. You say love for Christmas, phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Và phần hôm nay thì có thể nói rằng là rất nhiều cái sự bất ngờ đến với cá nhân tôi. Tôi làm truyền hình cũng lâu, cũng diễn, tôi gặp nhiều nhân vật. Mà hôm nay tôi cũng hơi ngạc nhiên, tôi cứ phân vân thôi đó. Ủa, ông Linh Mục này sao trẻ quá mà vậy, là ông sao ông đi lại tu được hay vậy ta? Và hôm nay thì với cái mắt nhìn của Linh Mục, với một người Công giáo, với một người Kitô hữu đã lớn lên trong một cái gia đình Công giáo, đến đây cái thời buổi bây giờ ở tại xứ Hoa Kỳ này, thì Linh Mục thấy cái đời sống Công giáo ở cái giáo phận của Linh Mục như thế nào thưa Linh Mục? Cảm ơn anh cũng như là tất cả quý khán giả. Thì theo em được biết thì mỗi ngày thì đời sống vật chất của chúng ta càng ngày càng được sung túc hơn. Và khi mà đời sống của chúng ta có đầy đủ nhiều thì đôi khi chúng ta quên Chúa.
Nhưng mà cảm tạ Chúa cũng như là cảm ơn Đức Mẹ cũng như là tất cả các thánh tự đạo Việt Nam thì lòng tin Công giáo của người Việt Nam rất còn mạnh, thưa anh. Đó là cái điểm son của cộng đồng Việt Nam cho chúng ta, nói riêng là cộng đồng Công giáo. Thì đó là một niềm vinh hạnh, nhưng mà cái số linh mục ngày nay cũng đang từ từ bị giảm xuống. Nhưng mà hy vọng với những cái sự cố gắng của tất cả các bậc phụ huynh khuyến khích con em của mình đi tu, thì cái sự khuyến khích đó sẽ cho các em có một cái cơ hội cũng như là có một cái nghị lực. Tại vì nếu mà mình không nói cho các em thì các em không có biết, nhưng mà mình remind, mình nhắc nhở, mình khuyến khích, thì đặc biệt là các em trong các lớp thiếu nhi thánh thể, thì các em được lớn lên từ trong các lớp giáo lý, thì hy vọng và tạ ơn Chúa thì tuy là ơn gọi bị giảm, nhưng mà vẫn hiện tại thì vẫn còn đủ để phục vụ với tất cả cộng đồng Công giáo khắp nơi. Thì xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ những người con cái của mình để các em trở thành một linh mục hay là một vị tu sĩ các sơ trong tương lai. Vâng, cảm ơn linh mục với cái nhận định mà có thể nói rất bình dân. Tôi nghĩ linh mục nói chuyện với rất những người không cần phải có một cái trình độ gì nhiều, nhưng mà có một cái niềm tin vào Thượng Đế, đặc biệt là qua giáo hội Công giáo. Nhưng có một cái này thì nếu mà tôi tiện thì tôi nghĩ và tôi muốn gửi đến linh mục thôi, chứ còn nếu linh mục không muốn trả lời thôi, tôi cảm ơn linh mục luôn. Ngày nay giáo hội đang nói đến nhiều về vấn đề những người đồng giới tính. Dạ vâng. Liệu ngay khi trong Chúa Kitô cứu thế có khi nào nghĩ đến những cái sự riêng biệt đối với những người đó, hay là quý vị giang tay đón chào tất cả mọi người những phần thân thể của Chúa Kitô mà trong giáo hội quý vị đã nói ra không, thưa linh mục? Cảm ơn anh. Đây là một cái issue, một cái vấn đề mà giáo hội Công giáo đang phải đối mặt và tìm cách để welcome tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài đã nói là tất cả mọi người được welcome, được đón chào trong trở về trong nhà Chúa. Thưa anh cũng như là tất cả quý khán thính giả, thì việc đồng tính thì hiện tại đang xảy ra. Và hiện tại trong giáo xứ em cũng có những người đồng tính. Vâng. Và giáo xứ cũng như là giáo hội cũng welcome tất cả mọi người, miễn là quý vị đến nhà thờ, đó là một cái sự cố gắng và một cái lòng tin của quý vị. Thì là một linh mục thì tôi xin cảm ơn đến đó, lòng tin đó. Và ngay cả những người mà đồng tính mà họ có con để muốn rửa tội, thì giáo hội Công giáo vẫn mở cửa và vẫn rửa tội cho các con của người đó, thưa anh. Cảm ơn linh mục. Có thể nói thì tôi không muốn đi xa, nhưng mà thật sự có sự hiện diện của linh mục, và tôi tự nhiên tôi nghĩ ông linh mục này cũng trẻ trẻ, chắc ông cũng cấp tiến quá, mình mới hỏi thử coi thì ông chia sẻ như thế nào. Cảm ơn linh mục thật nhiều, và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có cơ hội và gặp gỡ linh mục nhiều hơn nữa. Thì chắc là đây là cái cơ hội tốt để cho linh mục có điều kiện gặp gỡ giới trẻ nhiều. Chứ bây giờ cô Thi Phượng này, tôi biết cô là một trong những người thường xuyên sinh hoạt trong Chúa Kitô cứu thế. Với một người giáo dân ở trong cái xứ này, cái niềm vinh dự, cái niềm hạnh diện cô muốn chia sẻ với khán thính giả của là một thành viên trong cái giáo xứ của cô như thế nào? Có điều gì uất ức không bị ai ăn hiếp ở trong giáo xứ ra không, là thưa cô rồi? Trong ai uất ức? Cái này là phải nói thật. Trong ai dám hiếp đâu? Nó đùa vậy chứ, cái Thúy Phượng cảm thấy cái điều mà đã vinh dự được làm người giáo xứ rồi, mà vinh dự hơn nữa là được là một trong những thành viên của thừa tác viên lời Chúa, để mà thỉnh thoảng cứ mỗi tháng như vậy đọc sách thánh, đọc lời Chúa, để truyền tải phúc âm đến cho mọi người, đó là một niềm vui kiêu hãnh vô cùng mà Thúy Phượng rất là thích và luôn muốn được tiếp tục tham gia cùng với các anh chị của nhà thờ Chúa Cứu Thế trong vấn đề truyền tải phúc âm trong hàng tháng. Cảm ơn sự chia sẻ của cô Thúy Phượng. Đến thời giờ còn lại thì một lần nữa chúng tôi cảm ơn linh mục, cảm ơn cô Thúy Phượng đã đến chia sẻ cái niềm tin Công giáo của quý vị, và đặc biệt nhất là tình yêu Giáng sinh đến với tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ, già cả những người nào quý vị đến để chung vui với niềm vui với giáo xứ Chúa Kitô Cứu Thế. Và tôi xin nhường lời lại cho linh mục. Một lần nữa xin cảm ơn anh Trọng cũng như là tất cả quý khán giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Thì một điều mà là một người linh mục thì xin cảm ơn tất cả quý vị, dù không cùng chung tôn giáo, nhưng mà chúng ta vẫn làm việc với nhau và chúng ta củng cố cho nhau
trong cái đức tin cũng như là ngoài việc xã hội. Và nhân tiện đây thì cũng xin mời tất cả quý khán giả đến tham dự đêm ca nguyện tình yêu Giáng sinh được tổ chức tại nhà thờ Christ Our Savior, nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế vào tối thứ sáu lúc 7 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2022. Rất mong được gặp quý vị và xin Chúa Mẹ Maria ban mọi ơn lành cho quý vị. Và tiền đây chắc lại nhờ Thúy Phượng một lần nữa cho chúng tôi biết là thêm tất cả những cái chi tiết về đêm 15 tháng 12 tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế. Để tránh trường hợp chúng ta mua vé vào phút chót đó, thì mình không có guarantee và phải xếp hàng dài như là cha An Bình đã nói vừa rồi, thì chúng ta nên ngay lập tức liên lạc với chị Kim Ngân ở số 714-337-6815 hoặc là anh Châu Nguyễn ở số 714-318-4445 để có những chiếc vé trong tay trước khi ngày lễ tình yêu Thiên Chúa Giáng sinh âm nhạc đến rồi. Mình an tâm hơn, mình không cần phải xếp hàng ngoài trời lạnh lẽo vì trong tay mình đã có tấm vé rồi. Và Thúy Phượng khuyến khích và kính mong mọi người yêu thương tham dự thật là đông đủ cho phần tình yêu Giáng sinh âm nhạc được thêm phần long trọng. Vâng, chắc là quý vị cùng với chúng tôi qua một cái phóng sự cộng đồng mà lần đầu tiên có vẻ hình như nó nhẹ nhàng hơn, nó không có thắc mắc nhiều và không có những cái điều mà quý vị phàn nàn về những cái sự việc đang và đã có thể nói xảy đến trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Và hôm nay thì đặc biệt quý vị có điều kiện lại gặp gỡ một vị linh mục, và thì chắc là tôi phải nhường lời lại linh mục. Thưa linh mục, có nhiều người chưa biết linh mục. Có nhiều người cũng chưa bao giờ nghĩ có một ông linh mục như vậy, trẻ như vậy, là ở nhà thờ và lại tổ chức như vậy. Hôm nay những cái lời cuối, quý linh mục muốn mời gọi mọi người đến chia sẻ niềm vui Giáng sinh với linh mục, giáo xứ linh mục thì như thế nào thưa linh mục? Một lần nữa trong mùa Giáng sinh, mùa của tình yêu, chúng ta cùng yêu thương nhau và chia sẻ những niềm vui. Và một trong những niềm vui mà chúng ta có thể chia sẻ là đến tham dự đêm ca nguyện tình yêu Giáng sinh sẽ được tổ chức tại nhà thờ của chúng tôi là Christ Our Savior, nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế vào lúc 7 giờ thứ sáu ngày 15 tháng 12. Rất mong được gặp quý vị và sẽ hy vọng sẽ còn được An Trọng mời lên đây để tâm sự với quý vị trong những thời gian tới. Vâng, chắc chắn là như vậy thưa linh mục. Nhưng có một điểm mà giờ chót thì tôi muốn dành cho cô Thúy Phượng, vì vấn đề khi người ta đến tham dự cái ngày vui của giáo xứ của quý vị thì chắc là 1,000 người, 500 người, sau cái vấn đề đi đến cái parking lot thì như thế nào? Tôi muốn Thúy Phượng chia sẻ cái điều đó. Khi anh nói đến đây thì Thúy Phượng cảm thấy rất là vui và hãnh diện để nói cái điều này, là vì nhà thờ rất là rộng lớn, rất là đẹp, mà parking cũng rộng không kém. Hơn 1,000 chỗ luôn anh. Quý vị không phải gặp khó khăn trong vấn đề vội vã đến nhà thờ để mà mất cái an toàn chúng lái xe, cứ thông thả lái xe đến. Tha hồ, nhiều chỗ đậu xe lắm quý vị. Chúng ta cùng kêu gọi đi đóng góp cho thật là đông trong ngày tình yêu Giáng sinh. Đó là điều mà Thúy Phượng cũng như cha An Bình mong muốn. Cảm ơn quý vị trong những giây phút vừa qua với niềm vui Giáng sinh, và giây phút cuối cùng quý vị cùng với linh mục An Bình và nói lời chia tay. Xin được một lần nữa xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị có một mùa Giáng sinh được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Cảm ơn quý vị, đó là phóng sự cộng đồng tuần này, và hy vọng ngày 15 tháng 12 vào lúc 7 giờ quý vị có mặt tại địa điểm ở được 2000 đường Austin, West, 2000 Austin của thành phố Santana để quý vị cùng với đêm ca nguyện cầu gây quỹ xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang của giáo xứ Chúa Kitô Cứu Thế tổ chức. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị vào rất cảm ơn.